Xin chào tất cả các bạn, tôi Lương Trainer đây ạ. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ mẫu biệt thự đẹp cùng với công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Thì cứ đến hẹn lại lên, đúng 8 giờ tối công ty chúng tôi sẽ up một video mới về một mẫu nhà đẹp mới, có thể là nhà vườn, nhà phố, biệt thự ở trên kênh Kisato. Các bạn hãy lên trên YouTube gõ Kisato. Đấy, thì cứ đúng 8 giờ tối các bạn nhé. Thì bạn lên trên YouTube gõ Kisato, bạn sẽ thấy một cái mẫu nhà mới mà chúng tôi đã đăng ở trên này. Bạn có thể ấn vào nút đăng ký để không bỏ qua bất kỳ video nào. Và hôm nay công ty chúng tôi, công ty cổ phần kiến trúc Kisato, muốn giới thiệu các bạn một mẫu nhà biệt thự 2 tầng mái Thái được công ty chúng tôi thiết kế cho anh Vũ Văn Cường. Anh ở đội 10 thôn Liêu Hải, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Đây ạ, anh Hải có thuê chúng tôi về khảo sát thiết kế cho anh. Đấy, và anh muốn là làm một căn biệt thự chữ L mái Thái. Ở đây sau đây là các bạn ngắm qua cái phối cảnh phía bên ngoài của công trình. Thì công năng mặt bằng và phối cảnh của công trình này đã được anh Hải thông đi thông lại và chốt với công ty chúng tôi và đang được tiến hành đưa vào thi công xây dựng rồi. Nên các bạn hoàn toàn yên tâm về cái độ xác thực của công trình. Thì như các bạn nhìn thấy ở trên hình, toàn bộ các cái mảng tường thì chúng tôi sơn một cái màu xanh rất là nhẹ nhàng như này. Đấy, các cái cột thì chúng tôi sơn màu giả đá. Đấy chưa? Đó. Các cái cột sảnh và các cái cột góc vậy ạ. Bên trên thì chúng tôi làm cái mái ngói màu xanh, và mà các hệ mái chữ A thì chúng tôi làm hệ lam rất nhẹ nhàng và sơn một màu nâu như thế này. Và từ cốt sân lên đến cốt nền nhà thì chúng tôi thiết kế cho anh ấy ba bậc thường để biệt thự, mà đặc biệt đối với công trình của anh Cường nó không có nhiều khoảng sân như này thì chúng ta chỉ cần làm ba bậc thôi. Vì nếu làm 5 bậc thì nó quá cao, và thứ hai nữa là phải có khoảng sân rộng để có cái tầm view cho công trình. Ok, và toàn bộ các cái lan can ban công thì chúng tôi làm bằng lan can tay vịn inox và mảng kính. Còn đâu là cửa đột sổ và cửa đi thì làm bằng gỗ palo kính hoặc là palo đặc. Và toàn bộ cửa thông phòng thì là gỗ palo đặc. Sau đây xin mời các bạn ngắm qua các góc nhìn khác của công trình này. Đó, thì đây là một góc nhìn khác từ bên ngoài vào. Thì đây chúng tôi vẽ lại toàn bộ cái sân vườn cho anh, để vì sau anh biết là cái công trình của mình khoảng sân lên đấy còn thừa thiếu như thế nào. Đây là góc nhìn bên hông của công trình. Thì bên hông này thì chúng tôi cũng trổ ra hệ mái Thái ở khu vực cầu thang ở đây. Đấy, và chỗ khu vực cầu thang thì chúng tôi làm bằng các cái mảng vách kính như này. Đó, để lấy sáng cho khu vực cầu thang. Và đồng thời là tạo thêm các cái điểm G ở khu vực cửa sổ để tạo ra điểm nhấn nhá cho công trình. Đấy, đây là mặt trực diện ở phía đằng sau của công trình. Đây là mặt bên hông. Đây là mặt chữ L này. Bên hông chữ L này. Đấy. Ở đây chúng tôi bố trí chữ A và rất nhẹ nhàng thôi. Đây là tổng thể khuôn viên sân vườn của công trình. Thì anh Cường có nói chúng tôi là muốn thiết kế một cái biệt thự nó là không phải lắp vẽ quá nhiều, không quá cầu kỳ, mà nổi bật lên cái phong cách là hiện đại và không giống bất kỳ một cái mẫu nhà nào ở cái khu vực của anh. Thì khi mà chúng tôi lên phương án này xong thì anh rất là thích và đã chốt luôn phương án với chúng tôi. Ở đây thì chúng tôi để thiết kế cho anh một khoảng sân rộng thẳng vào khu vực cái cổng đi vào này. Thì sau anh có thể để ô tô ở đây. Đấy, còn đằng trước thì nó cận đất rồi, thì chúng tôi vẫn để một khoảng sân vừa xinh để có thể để xe máy. Đấy, hoặc là cái lối đi ra đi vào. Và toàn bộ cái khu vực góc chữ L này chúng tôi bố trí cái bồn hoa ở dưới khu vực cửa sổ. Đấy, tạo ra cái không gian xanh cho công trình. Và hai bên công trình thì chúng tôi đều để chừa lại vài chục phân, như bạn nhìn bên trái và bên phải đều để chừa lại, để thứ nhất là cái khu vực máy hắt nó không bị hắt nước sang nhà hàng xóm, thứ hai là ánh sáng cho khu vực các phòng để mở cửa sổ đấy ạ. Rồi đấy, bạn có thể dừng hình TV để nhắm lại công trình này. Thì công trình này rất là nhẹ nhàng, thanh thoát, và cái màu sắc của chúng tôi phối cho anh ấy ở đây thì là theo cái tuổi của anh. Rồi, các bạn có thể ngắm lại công trình này một lần nữa nhé. Đó, thì đây là góc chữ L trực diện này. Đằng trước hai mái. Bên hông này một mái là tổng, đằng trước là ba mái. Đấy, và một mái chính ở đây là một mái phụ ở đằng bên hông. Rồi. Để tôi nhẹ để các bạn nhìn. Có thể dừng hình TV hoặc là điện thoại để ngắm kỹ cái kiến trúc của công trình này. Thì chúng tôi chia sẻ ở đây, chia sẻ cho các bạn rất là chi tiết, đầy đủ. Không có một vị giám đốc công ty nào ngồi đây trực tiếp để chia sẻ với các bạn với đầy đủ các cái công năng sử dụng cũng như cái kiến trúc của công trình. Mục đích của công ty chúng tôi làm ra là để giúp cho mọi người
có nhiều cái mẫu nhà đẹp để tham khảo. Tôi nhắc lại, chúng ta để tham khảo thôi chứ chúng ta không lên copy hoàn toàn những cái mẫu nhà mà chúng tôi chia sẻ ở đây. Tại vì mỗi một nhà thì lại có một tuổi, dẫn đến cái công năng bố trí nó khác nhau để cho phù hợp với phong thủy đấy ạ. Cái thứ hai nữa là cái khuôn viên đất, cái bài toán mà cho các bạn đưa ra nó khác nhau, dẫn đến là không có nhà nào giống nhà nào cả. Thì các bạn xem các cái video này để các bạn tăng thêm các cái độ hiểu biết về 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 kiến thức kiến trúc nhà đẹp, để từ đó có thể áp dụng một điểm gì đó, có thể là công năng, có thể là mặt tiền trang trí ở đâu đó, có thể là cái hình dáng hình khối của công trình, có thể là một cái màu sắc của công trình để đưa vào cái công trình ngôi nhà ước mơ mà bạn chuẩn bị làm. Tốt nhất thì các bạn có thể liên hệ chúng tôi theo số điện thoại bên dưới. Để tôi chúng tôi là những người làm nghề chuyên nghiệp, chúng tôi thiết kế ở 63 tỉnh thành, làm cho rất là nhiều nhà rồi, thì chúng tôi sẽ đến khảo sát và tư vấn cho bạn để làm sao bạn có một cái căn nhà nó nổi bật nhất ở cái khu vực của bạn và không giống bất kỳ công trình nào, đặc biệt là sẽ không bị lỗi mốt theo thời gian. Thì đấy là cái những cái tiêu chí mà chúng tôi là hướng đến, và tất cả những cái chia sẻ ở đây thì đều xuất phát từ tấm lòng. Hiện nay thì cũng khá là muộn rồi, cái video này sẽ được up vào đầu buổi sáng, nhưng mà bây giờ đang là khoảng tầm hơn 4 giờ sáng các bạn nhé. Hiện nay thì chúng tôi đang chuẩn bị đồ đạc để đi khảo sát ở khu vực Hải Dương và khu vực trong nội đô Hà Nội, nhưng mà bắt buộc là phải đi trong buổi sáng này, chúng tôi phải dậy rất sớm, hơn 4 giờ, nhưng mà chúng tôi tranh thủ này để gì ạ? Đã giữ lời hứa các bạn, đó là mỗi một ngày là có một video chia sẻ để giúp các bạn có nhiều kiến thức hơn nữa để tham khảo. Thì chúng tôi vẫn cam kết giữ lời hứa và tất cả đều xuất phát từ tấm lòng, giống như slogan của chúng tôi là làm đẹp từ tâm. Thì hy vọng là các bạn đón nhận những cái mẫu nhà này và có thể chia sẻ rộng rãi cho những người thân bạn bè của mình để cùng xem là ngôi nhà của mình có thể áp dụng được điều gì đó từ những cái video này. Ok, rồi bây giờ các bạn hãy xem là cái bài toán mà anh gia chủ là anh Cường đặt ra cho chúng tôi như nào nhé. Thì đây là cái video khảo sát mà đội khảo sát đi về hôm đấy gồm 3 đoàn, thì gồm 3 người đó, có cố vấn công ty bác Trường và anh Hóa trưởng bộ phận khảo sát và anh Trung. Thì đây là cái khuôn viên hiện trạng mà anh ấy vừa đập xong công trình nhà cũ đó. Thì, lúc đầu thì anh ấy có dự định là tự thuê bác thợ làng về làm, nhưng mà các bạn biết là các bác thợ làng về làm và làm theo ý tưởng của anh ấy, vạch vạch ra ấy, thì nhiều khi nó lên nó sẽ rất là nhiều cái bất cập, tại vì họ không thể tính toán được hết, không lường trước được hết. Nhưng chúng tôi là những người làm nghề, chúng tôi sẽ vẽ ra và tính toán làm sao cho nó hợp lý, cân đối với không gian và cái công năng sử dụng, cái nhu cầu sử dụng của gia chủ, để từ đó tối ưu nhất không gian của gia chủ này. Sau đó là anh quyết định là đập nhà xong thì anh cũng xem rất là nhiều các video của chúng tôi và quyết định là gọi cho chúng tôi về để xem phong thủy cũng như khảo sát cho anh. Thì đây là khuôn viên khu đất của anh. Chúng ta dùng công nghệ flycam bay đi trên cao để quét toàn bộ hình dáng của công trình. Đấy, các bạn nhìn dưới đất tưởng là vuông, nhưng mà nhìn này chúng ta biết là mẹ chéo này. Cái thứ hai nữa là chúng tôi xem các yếu tố ảnh hưởng phong thủy công trình từ trên cao. Rồi. Nếu các bạn mà ở khu vực thôn Nghĩa Hải, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định này thì chắc là không còn xa lạ gì đúng không ạ? Nghĩa Hưng, Nam Định thì chúng tôi cũng làm rất là nhiều rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là chúng tôi giải quyết bài toán này như nào nhé. Đấy, thì trong đây là bộ hồ sơ thiết kế, nói qua cho các bạn biết một bộ hồ sơ thiết kế full của nhà anh Hải, nó gần 200 tờ cơ. Đấy, thì trong này gồm kiến trúc thì chúng tôi in tất cả các cái ảnh màu 3D cho gia chủ, để vì sao gia chủ có thể nhìn được toàn bộ các cái phối cảnh này. Thứ hai nữa là các cái bản vẽ về kết cấu. Đấy, đây công trình của anh là ép cọc rất nhiều điện, đó, nước, được chưa? Đặc biệt là rất là đầy đủ các cái thống kê. Rồi quay lại phần kiến trúc, đây là mặt bằng của từng tầng, tí nữa tôi sẽ giải thích sau. Cái này tua số này cho các bạn xem công năng trước. Đây là tổng mặt bằng, thì chúng tôi có vẽ lại tổng mặt bằng để cho anh Cường có thể biết đó là cái nhà mình đặt vào thì còn thừa thiếu như nào. Đấy, tổng khuôn viên của công trình này, đây, tôi cộng cho các bạn xem chiều ngang nó là 10, đây, 11 cộng với 2 mét là 13 mét, chợ chiều sâu toàn bộ khuôn viên là 18 mét, tức là công trình được chữ L được xây trong khuôn viên là 13 nhân với 18. Thì vì khi mà chúng tôi đến cái mặt bằng này, chúng tôi cảm thấy là cũng khá là chật để mà làm biệt thự ạ. Thì bắt buộc là chúng tôi dùng giải pháp là chữ L để tối ưu cái công năng
cũng như là cái khoảng sân vườn cho anh. Đấy, tại vì nếu mà chúng ta làm kiểu hết đất như thế này thì chúng ta sẽ không có khoảng sân vườn. Đấy, nhưng mà anh yêu cầu là có khoảng sân vườn để sau anh bố trí ô tô thì chúng tôi bắt buộc phải giải giáp dùng cái pháp chữ L như thế này. Đấy, các bạn nhìn thấy là bên trái này, bên phải, đằng sau chúng tôi đều để hở hết và đến tim là đều là 1 mét. Đó, để lối đi lại cho công trình này. Rồi, chúng ta sẽ xem cái công năng của tầng 1 nhé. Tầng 1 thì cái chiều ngang của công trình là 11 mét. Chúng tôi chia làm 3 lấy trục, từ 1 đến 2 là 5 mét, 2 đến 3 là 6 mét. Rồi, chiều sâu của công trình là 12 mét, thì chúng tôi chia làm 4 lấy trục, từ trục A, trục B là 5 mét, B đến C là 3 mét, C đến D là 4 mét. Được chưa? Và còn có cái sảnh nhá, thì là 2 mét 15. Rồi, ở tầng 1 ý, thì anh yêu cầu nó là phải có một phòng khách rộng rãi thoải mái, ít nhất phải trên 35 mét vuông. Đó, thì đây là yêu cầu của gia chủ. Thứ hai là cần một phòng ngủ, đó, cũng không cần phải quá là to đâu, khoảng 10 mét vuông thôi. Và một bếp cộng ăn, đó, và một khu vực vệ sinh cộng giặt là, tại vì anh sẽ phơi phóng ở dưới tầng 1. Thì các bạn chú ý cho tôi bố trí công năng ở đây. Thì đây ở bên ngoài từ sân bước lên trên là ba bậc đi vào sảnh chính, đi vào bên trong là cửa đại 4 cánh, và bên trong là khu phòng khách. Đây chúng tôi bố trí cho anh là 372,28 mét vuông, cái sofa ở đây, tivi đây, có cửa sổ lấy sáng bên trái bên phải, đó, chỗ này là 2 cửa sổ này. Rồi, và ở đây thì anh ấy thích cái kiểu cầu thang xoắn. Đấy, anh rất thích kiểu cầu thang xoắn lượn tròn luôn ạ. Thì chúng tôi có thiết kế cho anh một kiểu cầu thang xoắn tròn như này. Như các bạn nhìn ở trên hình này. Đấy, bố trí ở trung tâm của khu vực công trình, nhà công trình, và ngay ở trung tâm của phòng khách. Đấy, để mục đích của anh đó là anh ngồi phòng khách này, anh khoe cầu thang xoắn này. Thì đây là một cái điểm rất là độc đáo lạ. Từ trước giờ tôi chưa chia sẻ các bạn mẫu cầu thang xoắn nào, đúng không ạ? Đấy, thì đối với công trình này là có kiểu cầu thang xoắn tròn như này. Xoắn tròn luôn. Được chưa? Đấy, và cầu thang nó xoắn tròn như này, vì vậy chúng tôi bố trí cho cái phòng ngủ số 1 các cái bức tường ấy, tường bao ấy, nó cũng lượn theo cái cột cầu thang này. Đấy, nếu bạn nhìn thấy cái phòng ngủ này nó hơi lạ lạ một chút, đúng không ạ? 10,282 mét vuông, có giường tủ tivi đầy đủ, vừa nhỏ vừa gọn vừa xinh luôn cho một người sử dụng ở dưới này, cho bố của anh. Và đây là khu vực bếp cộng ăn là 31,71 mét vuông, rất rộng rãi thoải mái. Đây vì anh yêu cầu bếp ăn là phải rộng rãi cho ai. Đó, đây là khu vực để bán bếp, để chúng tôi đã xem hướng theo phong thủy hai cửa sổ. Và đây có một cái sảnh phụ, thì nhà biệt thự có sân vườn thì bao giờ cũng phải có sảnh chính và sảnh phụ. Còn nhà công chuyện thì chúng ta để đi sảnh phụ để đi thẳng vào bếp luôn. Và cuối cùng là khu vực giặt và vệ sinh, thì chúng tôi làm gọn vào này, chúng tôi xây tường này để máy giặt đây, để tránh trường hợp là nhìn thông thốc luôn vào cái khu vực vệ sinh này. Đó, ở đây là vệ sinh thì chúng tôi tách ra vệ sinh riêng và tắm riêng. Và đây là cái lối đi đằng sau để phơi phóng ra sân sau. Ok, nếu các bạn chưa hiểu, bạn thì nhìn mô hình 3D ở đây. Đó. Đây là phòng khách, đây là cầu thang xoắn này. Cầu thang xoắn này chúng tôi để ngăn cách giữa phòng khách và cầu thang thì chúng tôi làm hệ lam bằng gỗ, cũng lượn theo cầu thang luôn. Đấy, khu vực cầu thang thì có vách kính lấy sáng, được chưa? Đấy, phòng ngủ, phòng bếp. Đó, ở đây chúng tôi làm một kệ tủ rượu cho gia chủ. Rồi, nếu các bạn không hiểu thì chúng ta có thể xem cái phối cảnh 3D chúng tôi lên màu cho công trình. Đấy, các bạn nhìn nó dễ hơn. Đấy, các bạn nhìn đây nhá. Đây là phòng chữ L này, đây là sảnh chính này, đi vào phòng khách này, cầu thang này, làm gỗ này. Đây là phòng ngủ này. Đây là khu bếp này, đây là kệ rượu này. Đi vào đây là khu để máy giặt và vệ sinh này. Đó. Đó. À, nhìn từ dưới nhìn ra ngoài rất chi tiết, rồi chúng tôi lên màu cho gia chủ. Thì ở đây chúng tôi làm rất chi tiết, mô hình hóa toàn bộ không gian cho cùng gia chủ. Như các đơn vị khác họ chỉ có bản vẽ 2D thôi, họ sẽ không làm chi tiết như này cho các bạn đâu ạ. Đấy, nhưng mà chúng tôi những người mà làm nghề mong muốn là các bạn có thể tưởng tượng hình dung chi tiết nhất công trình của mình sau này lên như nào, và cứ thế với sau bạn chỉ xây dựng thôi. Đó, họ nhìn thấy nhìn công trình là rất thoáng, sử dụng rất hợp lý, đúng không ạ? Công năng rất tiện và anh rất là thích cái công năng này. Thì sau khi mà xây dựng xong thì chúng tôi sẽ quay lại để quay lại cái video thực tế để các bạn xem là đối thực tế thì nó có đẹp và long lanh như cái thiết kế đấy không. Đấy, và chủ nhà cảm nhận được cái không gian này ở trong này có hợp lý không, thì các bạn hãy chờ các cái video trên kênh của chúng tôi khi mà quay lại các cái mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế xong nhé. Đó, toàn bộ các góc nhìn. Rồi, các bạn nhìn lại lần nữa nhé. Đấy, cầu thang xoắn cũng rất là độc đáo, đúng không ạ? Đấy, cái điểm nhấn nhá cho cái
không gian sử dụng của tầng 1. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp cái công năng của tầng 2. Tầng 2 ấy, thì anh yêu cầu là bố trí cho anh ấy 3 phòng ngủ. Đó. Thì các bạn vào một phòng thờ. Thì các bạn xem chúng tôi bố trí như nào nhé. Có thang xoắn đi lên này. Đây là hành lang chung, đây là cái hành lang chung giữa các phòng 36,4 mét vuông. Đấy, và đi xuống với sâu bên trong thì sẽ là hai phòng ngủ ở phía bên tay trái màn hình các bạn, đó là phòng ngủ số 4 là 19,13 mét vuông. Chúng tôi khoét cái hình chữ L này để gì ạ? Để có lối đi ra ban công. Đó, và thứ hai tận dụng luôn chỗ khuyết này để chúng tôi làm cái bàn làm việc ở đây. Giường đây, hai cửa sổ, tủ đây, đó. Và đối diện phòng ngủ số 4 là phòng ngủ số 3 là 11,73 mét vuông. Ở giường, tủ, tivi ở bên dưới cùng thì là một cái vệ sinh chung. Thì anh cũng yêu cầu chúng tôi là tách riêng vệ sinh và tắm riêng đấy, ở trên tầng 2. Đấy, và cái vệ sinh của khu vực tầng 2 này cũng như tắm tầng 2 để thẳng ở khu vực tầng 1 lên. Đó, nên vì sao chúng ta đi đường ống nó rất là tiện, thuận tiện ở trên một cái đường trục luôn. Và đi thẳng phía lên trên, đó là khu vực phòng ngủ số 2 là 12,66 mét vuông, cũng giường, tủ, tivi đầy đủ. Được chưa? À, cửa sổ lấy sáng. Và bên trên cùng thì chúng tôi đưa ra phòng thờ ra phía đằng trước. Đấy. Và không để cửa mà chúng tôi để làm một cái phòng thờ nhỏ nhỏ xinh xinh như đây, 6,24 mét vuông. Cũng có cửa sổ lấy sáng và bàn thờ chúng tôi đã xem hướng cho gia chủ. Còn đây là cái ban công đi ra. Rồi các bạn chưa hiểu thì bạn sẽ nhìn mô hình 3D. Đấy. Đấy, hoặc là xem ảnh 3D. Chúng tôi cứ 2D thì có 3D, và rất chi tiết, rất đầy đủ cho gia chủ luôn. Đây, các bạn hãy nhìn cho nó dễ hơn. Những cái hành lang chung các bạn nhé. Đây là phòng ngủ số mấy đây? Đây là phòng ngủ số 2 đấy. Ngủ số 2. Ngủ số 3, ngủ số 4, ban công, phòng thờ đây. Đấy, các bạn nhìn kiểu này thì nó dễ nhìn hơn. Đấy, ảnh chúng tôi phân giải rất là cao. Nên nó khá đấy. Khi mà loát giữa các ảnh với nhau. Đấy, chúng tôi muốn mang lại cái hình ảnh sắc nét, không gian chân thực nhất cho gia chủ. Đấy, đây là phòng ngủ số 4 này, hành lang này, đi ra ban công này. Đây là khu vực vệ sinh này, đây là phòng ngủ số 3 này, cửa sổ lấy sáng này, đây khu vực cầu thang có vách kính này. Đây là phòng ngủ số 2 này, cửa sổ lấy sáng này, cửa ở đây. Đó, phòng thờ đây, cửa sổ lấy sáng cho phòng thờ. Ra ban công. Đấy, nhìn này bạn dễ tưởng tượng hơn rất là nhiều. Đó, thì đây là một cái biệt thự 2 tầng với 4 phòng ngủ, cho nó một phòng ngủ số 1 ở dưới tầng 1, 3 phòng ngủ lại ở trên tầng trên, một phòng thờ ở trên tầng 2, bếp cộng ăn rộng rãi thoải mái, một khu vệ sinh chung cho tầng 1, tầng 2 và một khu vực để máy giặt để anh có thể phơi phóng ở đằng sau. Đó, các bạn nhắm lại nhé, công năng tầng 2, có thể dựng hình lại để tham khảo xem là cái cách bố trí công năng này hợp lý không. Và từ đó thì xem là học hỏi một cái gì đó cho công trình của mình. Ok, rồi. Như vậy là tôi đã giới thiệu các bạn đấy, toàn bộ chi tiết kiến trúc của cái công trình biệt thự 2 tầng chúng tôi thiết kế cho anh Cường ở Nghĩa Hưng, Nam Định. Thì hy vọng là các bạn có thể học hỏi được một cái điều gì đó từ cái công trình này. Đó. Nếu các bạn thích cái video này có thể chia sẻ cho nhiều người để nhiều người có thể đón nhận được những mẫu nhà đẹp từ công ty chúng tôi. Và đừng quên ấn vào nút đăng ký, gõ chữ Kisato trên nút ấn nút đăng ký và nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào. Các bạn biết đó là hiện nay duy nhất công ty chúng tôi đạt được cái tốc độ là cứ mỗi ngày chúng tôi chia sẻ cho các bạn một mẫu nhà đẹp, có thể là biệt thự nhà vườn hoặc là biệt thự 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng, có thể là gì ạ, nhà ốc. Đấy, thì các bạn có thể tham khảo rất là nhiều các cái mẫu công ty chúng tôi ở đây, tại vì chúng tôi làm 63 tỉnh thành. Và các bạn bất kỳ ở nơi đâu trên mảnh đất chính ép này, chúng tôi để đơn để phục vụ quý khách hàng một cách nhiệt tình nhất. Ok. Và đừng quên vào website mẫu nhà cấp 4.vn. Tôi nhắc lại, mẫu nhà cấp 4.vn, 4 là số 4 ấy. Đó, để nhận được nhiều các cái mẫu nhà đẹp khác chúng tôi chia sẻ trên đây. Hoặc là mẫu biệt thự đẹp.net nhé. Mẫu biệt thự đẹp, tôi nhắc lại, mẫu biệt thự đẹp.net. Đấy, thấy chưa? Các cái video mà chúng tôi chia sẻ rất chi tiết, rất thực tế ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video chia sẻ tiếp theo.